Xin chào cả nhà, gia đình bé ủ đây. Mình đã rời xa Chicago một tiếng đồng hồ rồi. Hiện tại đến Gurnee, Illinois, nơi có Six Flags. Cuối năm ngoái họ có khuyến mãi cho vé kim cương 80 đồng một năm. Bình thường vé đó chạy khoảng 150 lận. Vé này cho mình đậu xe miễn phí nơi thượng hạng và được vào tất cả công viên trên nước Mỹ, Mễ và Canada. Tổng cộng có 27 công viên lận. Vì vậy tụi này muốn trong năm nay tham quan càng nhiều Six Flags ở mỗi nơi có thể. Nếu cả nhà theo dõi thì tụi này đã đi qua Six Flags San Antonio, Arlington, mới đây đi Six Flags St. Louis và hôm nay sẽ đến Six Flags Chicago. Xin cả nhà theo dõi với gia đình bé uống và xem nó ra sao nha. Mình tới đây sớm nhất trong những cái lịch sử mình đi Six Flags. 9:37, 10 giờ họ mới mở cửa rồi. Ông xã lái từ tối hôm qua tới hôm nay luôn. Number one husband took us here without any sleep, only 1 hour and 15 minutes. Ông xã chỉ ngủ được có 1 tiếng 15 phút mà. Lái từ tối tới giờ luôn. Wow. Chỗ đầu xe thông thả mong manh luôn. Mặn không? Mặn chưa? Wait, did this chair move forward? Wow, tưởng đi sớm mà cũng không sớm nữa. Đông người ta dễ sợ luôn. Mới có 10 giờ là mà mấy tụi trẻ ở đây quá xá luôn. Vô tới đây rồi con phải đợi nữa. Ôi. Such a crowded day. And it's a Tuesday. Oh, yeah, vô tới rồi. Bé ủ lấy cái bản đồ hả? Wow, coi cái nước nè. Look at the pond. These festivals will have fun, food, fireworks, and fright. Although, we promise the fright won't come out until the fall. As we ascend the tower, you can see our two wonderful parks, Six Flags Great America and Hurricane Harbor Chicago City, on 300 acres of land. Looking out over Great America, you can see why this park is a thrill seeker's paradise. Across the skyline, you'll see our 16 world-class roller coaster experiences. With such an incredible collection of thrill rides, Great America is proud to offer more than 20 million rides each season.
America is home to three children's areas geared towards thrill seekers and training. You'll find Camp Cartoon in Yukon Territory, Kidsopolis in County Fair, and Hometown Park in Hometown Square. These rides promise to give kids a thrilling experience that is just right for their height and age. Outside of our children's area, we have attractions for the entire family throughout the park, some of which include the Big Easy Balloons, Chabasco, the Columbia Carousel, and the Great America Scenic Railway. Want to take the family fun up a notch? Try these rides out. Hidden in the trees of Hometown Square, take a ride on our beloved Wizard. One of Great America's original attractions, the Wizard was many people's first roller coaster ride, which still holds a special place in their hearts today. For kids and grandparents, this is definitely a coaster for everyone. Want something that thrills with a spin? Take a ride on Lobster, a Hometown Fun Machine, both located in Hometown Square. Or head back to County Fair and get dizzy on Fiddler's Floating. For our intermediate thrill seekers, we got some rides for you. Head over to Sunset Hill Mall, driving down two free fall ribbon drops, and experience at least six weightless head over heel flips. As the Joker Stretches the Coaster features the fastest inversion and the tallest double inversion of any roller coaster in the world. Prepare to achieve new altitudes on Sky Striker, a high-flying sort of adventure. Well, that's kind of ride for the park creates a free-fall sensation like no other. As Sky Striker brings you back down to Earth, you'll already be ready to go on your next journey through the sky. As we make our way back down Sky Trek Tower, please remain seated the line until the cabin is come to a full long. Complete stop. At that time, please exit the cabin through the doors facing Max Horse. Thank you for riding Sky Trek Tower, and thanks for visiting Six Flags Great America. Have a great day. Well, the governor mentioned. Thank you. Go find with a row of three. Right here. At all times, unless you're standing, accompanying a child. Enjoy your ride on the Columbia Carousel. Jumping, loading, smoking outside of a designated area.
the Joker? It is. In Arlington? Yeah, it is. Wow. Actually, Mommy, it's called The Riddler's Revenge. Lớn, mình vào đây để lấy phần ăn thứ hai trong ngày này. Đông người ta vô trốn mưa dễ sợ luôn. Mưa ơi là mưa. Giờ thấy mưa cũng tạm tặng bớt rồi. Bây giờ mình tranh thủ đi về hotel để nghỉ ngơi và ngày mai trở lại chơi chút đỉnh, lấy thêm món ăn trước khi về lại Chicago để vui chơi thêm nữa. Mà nơi đây thì thiệt ra bự hơn những cái nơi mình đi qua từ ở San Antonio, Arlington và St. Louis. Chỗ này là bự nhất so far. Again, please remain seated. Wow, hơn dễ sợ. Vừa ra khỏi chiếc bát mưa lớn quá trời luôn. Hên quá, đến thì mưa lại tạnh. Bây giờ mình vào hotel để đăng ký. Vậy 85 đồng, đóng thuế luôn là 95 đồng. Khách sạn ở đây họ bao ăn sáng, nhưng mà ăn sáng của họ chỉ có cereal với lại muffin thôi, với lại những cái nước giải khát như nước cam, nước bơm, nước táo, nước trà, nước cà phê. Mình lấy vài cái đem đi chơi nữa. Rồi giờ trở về phòng chuẩn bị check out.
Tại vì khách sạn cách Six Flags có 10 phút mà, cho nên mình trở lại Six Flags để lấy món ăn của họ, vì mình đã mua trước trong năm rồi. Cho nên mỗi lần mình đi mình phải lấy 2 bữa ăn để cho không có lỗ ha. Ở đây thì tụi này rất là thích tại vì nó cho ăn trái cây. Còn mấy cái chỗ ở Texas á thì chỉ cho ăn french fries với potato chips thôi. À, sẵn ăn xong rồi mấy nhóc cũng muốn chơi thêm chút đỉnh nữa trước khi trở về lại Chicago. Bây giờ chuẩn bị đi zoo. Xin tạm biệt Six Flags Great America Illinois. Lincoln Park. It's time for us to leave. We're going to head back to Chicago, Lincoln Park, to see the zoo. So let's check it out on our next video. Thank you so much for joining. Until next time, bye-bye.